Ok, xin chào các bạn đã xem video của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái thí nghiệm mà mình ấp ủ rất là lâu rồi các bạn. Hả? Thì theo như tiêu đề các bạn đang thấy, tức là mình sẽ trồng cái bể kẹp thí nghiệm bằng giớn như mình hay trồng và bằng đất nha các bạn. Thí nghiệm này rất là đặc biệt, đó là mình sẽ sử dụng đất. Hả? Thì cái sự việc là hồi xưa giờ mình cũng nghe mấy anh em trong hội nói là cây bể kẹp không trồng được bằng đất. Rồi xong rồi mình cũng có thử nghiệm các bạn, nhưng mà lúc đó mình chỉ dám thử nghiệm một cây thôi. Vì thứ nhất á, cái thời mà lúc mà mình mới về chơi là cây bể kẹp cái mô nó chưa có. Muốn mua được một cây bể kẹp rất là hiếm nha các bạn. Hiếm với là giá rất là đắt nha. Có thể là một cái cây nhỏ nhỏ như thế này thôi là giá nó đã 150 rồi nha các bạn. Nên mình chỉ dám thử một cây con nhỏ trồng vào đất thôi, nhưng mà kết cục là cây đó nó về trời luôn. Nhưng mà cái đó là chỉ mới một cây thôi nên chúng ta không có khái quát được là cây nó chết là do cái gì. Nên hôm nay mình sẽ thực hiện lại cái thí nghiệm đó bằng cái số bể kẹp cái mô đợt vừa rồi mình có ra chai. Ok, bây giờ mình sẽ trồng vào nha các bạn. Thì thí nghiệm cũng đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần gắp một cây bể kẹp này, bể kẹp cái mô thôi nên cũng không có đáng quan ngại gì về cái kinh phí nha các bạn. Nó ra rễ được hết rồi nè. Rất là tốt. Mình sẽ cho nó rõ lại cho các bạn xem. Nó ra rễ rồi nha. Mình lựa hoàn toàn ngẫu nhiên luôn. Hồi xưa mình không dám thử gì đâu các bạn. Một cục bự chỉ có to như thế này thôi là đã 100 ngàn rồi, không dám thử. Thì lúc đó mới về chơi mà mình cũng dám lấy một cây con ra mình thử cũng gan lắm đó các bạn. Cục này thì mình sẽ trồng vào trong giớn nha. Sẽ trồng vào trong giớn. Nó chủ yếu là mình cái mô ra để mình thực hiện mấy cái thí nghiệm này thôi các bạn. Chứ bây giờ thiệt sự cái mô nó rất là rẻ. Rẻ nhiều khi mình cũng lười bán nữa các bạn, rẻ quá mà. Đây, bên này mình sẽ trồng vào đất nha các bạn. Bé cũng rễ rồi nè. Sẽ trồng vào đất. Nói chung là cũng sorry mấy bé, vì mấy bé đã cống hiến cho công cuộc thí nghiệm. Chúng ta nên tôn vinh các bé nha. Trồng vào. Còn mình cứ xen kẽ vậy thôi các bạn. Vì mình lấy theo dạng mà ngẫu nhiên mà. Mình lấy theo dạng ngẫu nhiên. Lá chết cũng quá trời luôn nè. Lại bớt cái lá chết ra. Các bạn thấy trồng cây bể kẹp cái mô nó không hề đơn giản. Cây rất là dễ chết. Rồi nói chung là cái lứa này mình thấy nó cũng khỏe rồi nên thôi mình trồng vào luôn. Mấy này trồng vào bên trong giớn đi. Mình cứ xen kẽ lại với nhau. Cho bé nó các bé đều. Thêm bé này nè. Vậy cũng khá khá rồi nè các bạn. Vậy cũng khá khá rồi. Bé này trồng vào đất đi. Nói chung là thí nghiệm này chắc là nhiều bạn sẽ hóng. Vì một số bạn không có điều kiện các bạn mua giớn. Giớn thì có khi là các bạn không có cái mèo xung quanh nhà mình nó kêu các bạn. Bé này vô giớn đi. Xung quanh nhà mình mèo nhiều lắm nên cũng không có lo sợ gì về những con gặm nhấm như là chuột các bạn. Thì thường thường chuột rất là khoái phá cái bể kẹp nha các bạn, nó không có ăn nhưng mà nó phá, nó đào cái cây lên chơi vậy. Rồi các bạn không phát hiện kịp là nó sẽ bị khô rễ và nó chết. Lý do là chủ yếu là như thế. Bé này trồng vào đất. Ok, thì chúng ta đã xong thí nghiệm, cũng khá là đơn giản thôi. Giờ trồng và chờ đợi thôi nha các bạn. Thì hôm nay là ngày nhiêu nhỉ? Ngày 21 tháng 5 nha các bạn. Thì cứ lâu lâu nó có biểu hiện gì mới mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi, ok, mình tạm dừng video tại đây nha. Hôm nay là ngày 28 tháng 5, vậy là chúng ta đã đúng một tuần lễ sau cái bắt đầu thí nghiệm nha các bạn. 28 tháng 5, vậy chúng ta sẽ
xem những cây bẫy kẹp đó như thế nào rồi. Đây. Thì nhìn sơ qua thì chắc các bạn cũng đã thấy có một sự khác biệt nho nhỏ rồi. Đó. Thì là những cây bẫy kẹp trong mặt đất đây đang có dấu hiệu bị hư nha các bạn. Đây bị héo nè. Đó, bị héo. Cây bên này cũng bị héo luôn. Cây bên này trông có vẻ cũng còn ok. Đó. Còn những cây bẫy kẹp mà mình trồng bằng giống truyền thống vẫn rất là ok nha các bạn. Lá này lá nó hơi vàng thôi, hơi lá già. Đây, vẫn rất là ok. À, lá này hơi già xíu. Nói chung mà chúng ta đã có một chút kết quả rồi các bạn. Mình sẽ tiếp tục mình theo dõi xem là những cây bẫy kẹp này nó như thế nào. À, đất nè, nguyên hàng này trồng bằng đất. Nguyên hàng này là mình trồng bằng giống trộn đá bơ lai theo cách truyền thống. Hôm nay là ngày 30 tháng 5. Chúng ta đã có một kết quả khá là rõ rệt. Đây, những cái cây bẫy kẹp mà trồng bằng giống thì vẫn ok. Vẫn xanh tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà những cây bẫy kẹp trồng ở đất nè, đã có dấu hiệu bị héo. Héo rất là nhiều nha các bạn, đây. Héo là chứ cái này là héo do vi khuẩn là chính. Rồi nó héo do vi khuẩn rồi nó kéo theo cái... Nó héo do chất trồng cho nó kéo theo vi khuẩn xâm nhập vào đây các bạn. Đây cây này nó gần chết luôn rồi nè. Đó. Những cái chậu này trồng bằng đất. Đây. Cái cây mà hôm bữa mình nói là nó còn khá là ok thì hôm nay bắt đầu có triệu chứng bệnh rồi nè. Đây. Giờ mình sẽ tiếp tục theo dõi thêm một thời gian nữa để mà cho kết quả cuối cùng. Hôm nay là ngày 4 tháng 6. Chắc mình nghĩ là mình kết thúc thí nghiệm ở đây được rồi các bạn. Vì thế nhé, có một bé không cánh mà bay luôn. Cái này là không phải là do chuột hay là gì nó cắn, nhưng mà bé nó chết trước nên nó bị phân hủy hết trơn rồi. Đó. Còn hai bé này là còn lặt lì lặt lội, còn vài cây kẹp ha. Mà cũ thì cũng mất hết rồi đây các bạn ha. Nhấc lên cái là nó rời ra luôn rồi nè. Đó, cũ đồ mất hết rồi. Nên chắc dừng kết quả đây. Em thấy chưa? Đó, trồng bằng đất là nhận được hậu quả như thế này. Có thể là nếu giờ bạn nào mà thực hiện lại cái thí nghiệm của mình, các bạn múc đất ở đâu ở vùng khác á, thì có thể là nó sẽ sống các thứ vân vân. Nhưng á, cái này là mình lấy chung chung lên, nên mình lấy cái đất mà đất trồng rau đó các bạn. À, mình lấy cái đất trồng rau mình trồng vào. À, còn nếu giờ bạn ở những vùng sát biển, ví dụ như là Bình Thuận nữa, thì Bình Thuận thuận là chỉ là cát không, mà các bạn múc cát đó về có khả năng cây nó sống bình thường. Nhưng mà mình muốn trực quan nhất, sinh động nhất là mình trồng bằng đất trồng rau luôn. Còn như dưới đây là mình trồng bằng cách phổ thông này các bạn, hay ứng dụng là mình trồng bằng giớn trộn với đá bơ lai, cây vẫn sống tốt vô tư luôn, chỉ có một vài cái lá vàng vàng thôi. Đó, mình không dám cắt vì sợ là các bạn nói là mình lá nó hư mình cắt hết trơn. Đó, mình để yên nguyên vậy luôn. Đây các bạn thấy không, cây vẫn sống tốt, bây giờ bắt đầu nó lên kẹp mới rồi nè. Còn bên đây về trời luôn rồi các bạn. Rồi ok, vậy thì chúng ta đã rút ra kết luận trồng bằng đất là trồng không được và sẽ nhận được kết cục như thế này nha các bạn. Thì chỉ là nó hư là từ cái cũ đi lên từ lên trước. Đây các bạn thấy không, phần cũ nè, phần cũ hư hết, cũ hư hết trơn rồi nè. Đó, thành đất luôn. Thì ra chúng ta không thể trồng bẫy kẹp bằng đất nha. Rồi ok, nếu như bạn thấy thí nghiệm của mình hay, hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để mình có động lực làm video mới nha các bạn. Hôm nay hy sinh ba bé bẫy kẹp để làm một cái video á. Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.